Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh điện tử Tuyên Quang. Hôm nay thì mình sẽ test cái cặp công suất 32 sò giáp sẵn cho anh Nguyễn Công Lý tại khu vực xóm 2, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, với đuôi số điện thoại là 2600. Thì ở đây thì cái mạch mình đã giáp sẵn đây rồi. Các bạn thấy là 32 sò, mỗi bên là 16 sò công suất, chạy sò A1943CN200. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vặn volume lên để test và chúng ta đang chạy với biến áp 50V đối xứng nhé. Ok, như vậy là mình đã test xong cái main đầu tiên. Bây giờ thì mình sẽ đánh dấu vào cho anh đuôi số điện thoại là 2600. Cái mic này thì có tích hợp dơ le nên là đường âm thanh sẽ ra chỗ này, mình có hướng dẫn rồi. Bo lại có tích hợp dơ le nên là anh em chạy nguồn xung cũng được. Thì ở các cái video sau thì chắc mình sẽ hướng dẫn anh em chạy cái bo này với cái nguồn xung. Đây là bo đầu tiên này, dấu là 2600 này. Đây, sò 5200 này, 2S 5200 này, và đây là 2SA 1943 này. Đây là bo thứ nhất nhé. Rồi, giờ mình sẽ đánh thử lốt bo thứ hai.
đậm đà vì là mối ban đầu ta gặp nhau nói nhau nghe câu chuyện cũ tâm tư cho vơi bao nỗi buồn bước vào đời giờ gặp lại nẻ thắm môi em tiếng hẹn hò tìm lại ngày mơ tìm đâu tiếng đêm qua cho lòng ấm đêm nay cô đơn nghe gió lạnh xót vào hồn tàu về đường cũ tiếng hai đêm vẫn còn chờ tìm lại ngày mơ tàu về đường cũ tiếng hai đêm vẫn còn chờ tìm lại ngày mơ OK, như vậy là mình đã test xong cái main thứ hai nhé, cho nó chạy bình thường là được rồi. Đánh dấu nốt vào. C5202S. Ở đây là 2SA1943.
Như vậy là hôm nay mình đã test xong cái mạch công suất 32 sò cho anh Nguyễn Công Lý, đại xóm 2, Quỳnh Vinh, Hoàng Mai, Nghệ An. Với đuôi số điện thoại là 2600, thì anh em nào có nhu cầu mua hàng có thể liên hệ với bên mình theo thông tin ở trên video nhé. Nếu mà anh em gọi mà không được thì cứ liên hệ để lại tin nhắn hoặc là liên hệ qua Zalo cho mình thì mình sẽ phản hồi lại sớm nhất có thể nha. Thì cái giá miền này thì mình có ghi rõ trên màn hình rồi. Xin chào và gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.